Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, chủ nhiệm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Nếu mà hỏi Duy các bạn là thích nhất cái chiếc xe nào hiện tại ở đây ha, thì Duy sẽ thích nhất là hai cái chiếc xe này. Đó là cái chiếc xe Mercedes-Benz S450 Luxury 4MATIC và cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450. Đó, tại sao là Duy thích hai cái xe này bạn? Bởi vì là hai cái chiếc xe này là hai cái chiếc xe phải nói là rất là đỉnh cao của Mercedes-Benz, cũng như là một biểu tượng của Mercedes-Benz luôn các bạn nha. Đó, và thứ hai nữa là khi mà các bạn lái cái chiếc xe này á, thì các bạn sẽ trải nghiệm được một cái không gian ở bên trong xe. Thứ nhất là nó rất là cảm xúc nè. Thứ hai nữa là hầu như là những cái âm thanh từ phía bên ngoài nó sẽ được tách hẳn. Đó, chứ khi mà tao lái bên xe bên trong mà chúng ta thưởng thức âm nhạc hoặc là chúng ta nghe nhạc một cách rất là trọn vẹn, rất là hay ha. Và thứ ba nữa là rất là thoải mái, bởi vì cái ghế của hai cái chiếc xe này nó rất là to luôn bạn, ngồi rất là sướng ha. Đó, ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem lại gần hơn cái chiếc xe S450 Luxury và cái xe Maybach S450 này. Hai cái chiếc xe này giống nhau và khác nhau như thế nào nha. Thật sự là hai cái chiếc xe này có rất là nhiều những cái điểm giống nhau các bạn. Ok, bây giờ cùng Duy nha. Thật ra với chiếc xe S450 Luxury và Maybach S450 4MATIC các bạn, thì hai cái chiếc xe này Duy nghĩ là về độ êm ái nó sẽ có một sự chênh lệch nhưng mà không nhiều. Bởi vì các bạn biết là chiếc xe mà càng dài thì nó sẽ càng êm ái. Đó, và chiếc xe Maybach S450 của chúng ta nó có chiều dài hơn S450 Luxury này lên đến là 2 tấc các bạn. Đó, thì thêm 2 tấc nữa có nghĩa là lên một cái đẳng cấp xe khác nữa các bạn ha. Đó, với chiều dài 5m3 cho S450 Luxury và 5m5 cho Maybach S450. Đó, còn lại thì các bạn sẽ thấy là cùng một động cơ, cùng một cái hệ thống treo, có nghĩa là hệ thống phột luôn các bạn. Đó, về sự cách âm giữa hai cái chiếc xe này thì nó cũng sẽ gần như nhau luôn. Đó, thực sự thì với cái chiếc xe S450 Luxury hay cái chiếc xe Maybach S450 các bạn, thì hai cái chiếc xe này về cái sự vận hành trên đường các bạn nó không chênh lệch nhiều lắm đâu. Đó, nếu các anh chị các bạn mà cần một cái chiếc xe mà 5 chỗ để cho nhà mình đi đầy đủ và thoải mái hơn á, thì chúng ta có thể là chọn cái chiếc xe S450 Luxury. Đó, còn nếu mà chúng ta nhà chúng ta chỉ cần đi khoảng tối đa 4 người thôi, hoặc là chúng ta cần một cái chiếc xe để đi giao dịch, đi gặp gỡ những đối tác, gặp gỡ những khách hàng, hoặc là muốn chọn luôn cái dòng xe Maybach, thì S450 Maybach là một cái chiếc xe mà có thể nói là vô địch luôn, và cũng như là không có một đối thủ nào ở thị trường Việt Nam. Đó, bởi vì là các bạn biết sao không? Với cái chiếc xe Maybach S450 này thì hiện tại những cái người anh em như là BMW hoặc là Audi không có cái phân khúc nào giống như Maybach hết. Đó, và chỉ có cái phân khúc như là S450 Luxury thôi, điển hình là Series 7 của BMW cũng như là Audi A8 ha. Đó, và với chiếc xe hai chiếc xe này thì Duy cũng đã quay so sánh cho các bạn xem nhiều rồi, và Duy sẽ để lại cái link ha trong phần mô tả cũng như là cái link ở trên để cho các anh chị các bạn mà xem lại thật chi tiết giữa hai cái chiếc xe này. Đó, bây giờ Duy sẽ đến gần hơn cái chiếc xe S450 Luxury, Duy sẽ quay cho các bạn xem bên trong phần nội thất. Đây là cái nội thất của S450 Luxury các bạn. Chiếc xe này có cái nội thất màu nâu. Đó, thì đây là một cái nội thất mà một cái màu mới. Đó, lần đầu nó có trên cái chiếc xe S phiên bản mới này ha. Cũng như là với cái chiếc xe S450 Luxury này thì một cái nội thất này là một cái nội thất mà khách hàng cực kỳ thích luôn. À, một khách hàng cực kỳ thích của bên Duy. Đó, bởi vì là với cái màu nội thất nâu này các bạn, nó không quá sáng như là màu nội thất be, cũng như là nó không quá tối như nội thất màu đen ha. Đó, và nó cũng rất là sạch nữa, cho nên là với cái màu nâu này thì nó là một cái màu mà khách hàng rất là thích trong cái thời gian gần đây. Đó, về chất liệu da của chiếc xe S450 Luxury này cũng như là Maybach S450 thì nó cùng một chất liệu da các bạn, đó là da Nappa. Đó, khi mà chúng ta ngồi vào cái da Nappa này thì chúng ta cảm giác là nó rất là mềm, nó rất là mát. Đó, và điển hình là các bạn sẽ thấy là ở trên cái ghế của chiếc xe S450 của chúng ta nè các bạn, nó có những cái chi tiết là mai quả trám nè, cũng như là có những cái lỗ li ti trên da, trên cái bề mặt da ha, chứng tỏ là cả chiếc xe của chúng ta có hệ thống là thông gió và làm nóng làm mát cho cái ghế này. Đó, bởi vì đây là một cái chiếc xe rất là cao cấp các bạn, cho nên là việc mà trang bị những cái tính năng mà làm mát ghế, làm nóng ghế là một điều hiển nhiên rồi. Và các bạn thấy không, cái chiếc S của chúng ta bạn có một cái ghế rất là to đó, và cái cảm giác các bạn nhìn vào cái ghế nó rất là dày ha, rất là dày dặn luôn đó. Nhìn vào là chúng ta biết là cũng cảm nhận được phần nào là cái phần ghế này ngồi nó rất là êm rồi. Và chính xác là như vậy bạn, cái ghế của chiếc xe S450 này ngồi rất là sướng luôn.
Đó, và một cái chiếc xe sang thì không thể nào thiếu những cái chi tiết da thật ha, và gỗ thật. Đó, những cái chi tiết gỗ này các bạn thấy không? Nó rất là đẹp luôn. Thực ra là trên máy ảnh của Duy các bạn quay nó sẽ hơi tối, các bạn sẽ không thấy rõ được. Đó, và một điều bắt buộc trên những cái chiếc xe sang là một cái dàn âm thanh nó phải thật sự là tuyệt vời. Đó, và đây là dàn âm thanh Boommaster. À, đây là một thương hiệu loa rất là cao cấp của Đức, một thương hiệu loa high-end các bạn. Đó, và với 15 loa công suất là 710W trên các chiếc xe S450 Luxury này thì nó cũng giống như trên Maybach S450 luôn bạn, cùng một hệ thống loa luôn ha. Nó sẽ không có khác gì hết. Đó, Duy sẽ cho các bạn xem sơ lại thôi ha. Và cái nội thất của những cái chiếc xe S, những cái chiếc xe thế hệ mới của Mercedes bây giờ các bạn, thì được thiết kế nó rất là tối giản luôn. Các bạn thấy hầu như là loại bỏ rất là nhiều những nút bấm luôn các bạn ha, khoảng 20 mấy nút bấm đó. Chứ các bạn bây giờ hiện tại mọi thứ thì chúng ta chỉ điều khiển trên cái màn hình ở giữa thôi ha. Bây giờ Duy sẽ nổ máy lên cho các bạn xem nè. Tất cả mọi thứ bây giờ thì chúng ta gần như là điều khiển trên cái màn hình này hết rồi các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó rất là gọi tối giản luôn ha. Những cái nút bấm bây giờ, những cái nút bấm mà chúng ta sử dụng mà thường xuyên nhiều hơn á, thì Mercedes-Benz sẽ đưa ra phía trước như thế này. À, còn mọi thứ thì đều trên cái màn hình này hết rồi. À, rất là hay luôn. Và cái vô lăng của chiếc xe S450 của chúng ta cũng giống như vô lăng của Maybach thôi các bạn, nó cũng không có khác gì hết. Và trên vô lăng các bạn sẽ thấy có một cái nút này nè các bạn, hình chiếc xe và có một cái mũi tên ha. Đây là cái tính năng giữ khoảng cách cho cái chiếc xe đối diện ha. Khi mà chúng ta đi trên đường cao tốc các bạn, chúng ta chỉ cần bấm vào nút này thì chiếc xe của chúng ta nó sẽ giữ khoảng cách với lại cái chiếc xe trước ha. Xe kia đi nhanh, xe mình sẽ đi nhanh, và xe kia đi chậm thì xe mình sẽ đi chậm lại, cũng như là thắng lại thì xe mình sẽ thắng lại luôn ha. Đây là một cái tính năng mà chỉ có trên những cái chiếc xe Mercedes-Benz mới trong năm 2023 mới có thôi các bạn, và những cái năm trước hầu như là không có. Bên trong cái cốp, bên trong cái hộp găng tay này các bạn thấy có một cái chi tiết nè. Đây là cái chi tiết để chúng ta bỏ cái bình nước hoa các bạn, bởi vì xe của chúng ta có tính năng là xịt nước hoa thông minh ha. Đó, một cái chiếc xe mà sang trọng thì thông thường là sẽ có những cái chi tiết âm thanh phải hay nè, da phải đẹp nè, ngồi nó phải êm ái, cách âm nó phải tốt, thì nó còn tạo một cái mùi hương ha, rất là sang trọng trên cái chiếc xe của mình. Đó, trần xe nè các bạn. Các bạn sẽ thấy bây giờ sẽ cho các bạn xem cái phần trần xe nè. Trần xe thì hiện tại bây giờ là do là cái camera có thể là các bạn nhìn thấy không rõ, nhưng mà trần xe được bọc một cái vật liệu nó gần giống như gọi là da lộn các bạn, hay là gọi là da dinamica. Đó, với chất liệu mà da dinamica này các bạn tạo một cái cảm giác nó sang trọng hơn rất là nhiều so với lại là bằng nỉ ha. Ok, bây giờ Duy sẽ đi qua chiếc xe Maybach cho các bạn xem. Maybach nè các bạn thấy bộ mâm là các bạn biết là Maybach rồi ha. Đây là nội thất của Maybach nè. Các bạn thích nội thất màu kem hơn hay là thích nội thất màu nâu hơn các bạn? Đó, thì đối với trên cái chiếc xe Maybach của chúng ta, gỗ là những cái chi tiết mà có những cái đường vân như thế này nè các bạn. Đó, chi tiết sơn mài các bạn ha, chi tiết sơn mài. Đó, gỗ màu đen và cái chi tiết sơn mài nhìn nó rất là sang. À, đó, còn lại thì vô lăng hay là màn hình hệ điều hành của hai cái chiếc xe S450 và Maybach S450 này đều là giống nhau hết. Đó. Và một điều nữa các bạn, là một cái chi tiết nữa là các bạn sẽ thấy cái ghế hơi khác một chút xíu. Đó là cái chi tiết mai quả trám trên cái chiếc xe Maybach S450 là nó mai to hơn so với là S450 Luxury ha. Đó. Phía trước thì hầu như là rất là giống nhau giữa hai cái chiếc xe này rồi. Nhưng một điều nữa các bạn, là cái Maybach là một cái chiếc xe mà chúng ta phải đầu tư rất là nhiều ở cái khoang sau. Đó, và cái khoang sau này là một cái khoang mà hầu như là rất là đẳng cấp luôn, và trên những cái chiếc xe Maybach đó, chúng ta mới cảm nhận được cái điều này ha, là chi tiết cánh cửa. Các bạn thấy cánh cửa của chúng ta là cánh cửa vuông nè, có nghĩa là khi mà chúng ta bước vào bên trong cái ghế này thì cái cảm giác nó rất là thoải mái luôn, chúng ta phải không phải khom người hay là ưỡn người gì hết. Đó là một cái mà trên chiếc xe Maybach mới có. Đó, và các bạn sẽ thấy nè, ở khu vực này thì nó sẽ tách hẳn hai ghế trước, ghế bên trái và ghế bên phải ra luôn ha. Và có những cái chi tiết điều khiển máy lạnh được giấu ở bên trong cái hộc này luôn các bạn. Đó, khi mà chúng ta bấm cái nút này các bạn, thì nó sẽ đậy lại nè. Cái nắp nó sẽ đậy lại ha. Đó, và cái chi tiết điều chỉnh máy lạnh nó nằm ở trong đó luôn, nó giấu ở trong đó luôn. Đó, trong những cái trường hợp mà chúng ta cần điều chỉnh máy lạnh các bạn, thì thông thường chúng ta cũng không phải chồm người để mà bấm những cái nút ở trong đó, thì nó rất là khó khăn ha. Đó, và chúng ta có thể là điều khiển ở trên cái máy tính bảng ở đây.
ha, hoặc là chúng ta có thể điều khiển trên màn hình này vẫn được ha. Đó, những cái chiếc xe Maybach các bạn thì thông thường là nó mang tính chất tiện nghi rất là nhiều, và chúng ta có thể điều khiển những cái tính năng mà chúng ta không cần phải chồm người hay là khom người gì hết, và chúng ta mới điều chỉnh mọi thứ, chúng ta điều chỉnh trên cái màn hình iPad hoặc là cái màn hình ở đây luôn ha. Đó các bạn xem nè, khu vực này nè, rất là đẹp nè. Thực ra khi mà view quay ở trong hình đó các bạn thì có thể là các bạn nhìn thấy nó không có rõ, cũng không có đẹp ha, nhưng mà thực tế cái chiếc xe này nó rất là đẹp các bạn. Đó, một cái chi tiết mà khác nữa giữa hai cái chiếc xe S450 và cái Maybach này các bạn là một cái chi tiết rất là nhỏ ở phía sau thôi, nhưng mà thể hiện cái sự đẳng cấp của chiếc xe. Đó, đây là một cái dây beo túi khí, một dây beo túi khí ha. Các bạn sẽ thấy là thông thường là dây beo chúng ta là chỉ là những cái dây beo bình thường thôi, nhưng cái dây beo này có túi khí, trong những cái trường hợp mà có va chạm xảy ra thì cái dây beo này nó sẽ nổ, nó to lên gấp 3 lần để mà bảo vệ cái vùng ngực cho cái người ngồi ở phía sau này. Và một điểm nữa các bạn sẽ thấy ở đây ha, ở đây nè, ở dưới cái logo Maybach nè, nó có cái chữ là airbag, là cái túi khí đó. Và với cái túi khí cho cái người ngồi ở phía sau này, có hai cái túi khí nè bạn. Đây là một cái tính năng mà duy nhất chỉ có trên chiếc xe Mercedes-Benz S-Class và S-Maybach thôi ha. Hiện tại là trên thế giới là chưa có cái dòng xe nào có cái túi khí ở phía sau này ha. Khi mà có sự cố xảy ra thì cái túi khí này nó sẽ bung lên, nó to lên khoảng tầm 60 lít nè, để bảo vệ cho cái người ngồi ở phía sau. Mặc dù đây là một cái tính năng mà túi khí mà các bạn nói là nó bình thường, nhưng mãi đến bây giờ năm 2023 và chỉ có trên S-Class và S-Class Maybach mới có, thì chứng tỏ là cái việc mà để sản xuất cho cái túi khí ở hàng ghế sau này nó không đơn giản đâu các bạn. Nó không đơn giản luôn, và chỉ có Mercedes-Benz S-Class hoặc là Maybach mới có thôi. Đối với cái cửa xe của chiếc xe Maybach S450 này các bạn thì là cửa bằng điện ha. Chúng ta cũng không cần phải là dùng tay, dùng lực để đóng cửa, và chúng ta có thể cảm ứng ha. Chúng ta có thể dùng cái cử chỉ là quơ tay hoặc là bằng cái nút bấm ở trên cái chân xe ha. Với chi tiết này thì Di cũng đã giới thiệu cho các bạn xem rồi. Đó, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem sơ lược lại thôi ha. Thực ra thì với những cái chiếc xe Maybach này các bạn, các anh chị các bạn nào mà thích đó bạn, thì Di nghĩ là hầu như ha, hầu như các anh chị khách hàng mà gọi cho Di và để quan tâm tới mẫu xe Maybach này, nếu các anh chị mà mua thật sự các bạn thì chỉ mua Maybach thôi, không chọn mua cái thương hiệu nào khác hết, bởi vì là nó độc tôn trong phân khúc rồi, độc tôn trong phân khúc có mình một mình nó thôi, không có đối thủ đó. Và một điểm nữa các bạn, Di rất là thích cái bộ mâm xe này, và cũng có rất là nhiều những anh chị khách hàng thích cái bộ mâm xe này, bởi vì khi mà các bạn thấy á, cái chiếc xe này đang đậu tại chỗ ở showroom á, thì các bạn có thể là thấy nó bộ mâm nó nhìn nó rất là ngầu ha, nhìn nó có vẻ rất là nặng nề, nhưng khi chiếc xe này lăn bánh ở ngoài đường, chúng ta nhìn từ bên hông cái chiếc xe S450 Maybach này thì các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp luôn các bạn. Nó rất là sang trọng, nó rất là nhẹ nhàng, và nó mang một cái phong thái rất là đỉnh đạt. Logo Maybach quyền lực nằm ở phía sau nè. Thực ra là có rất là nhiều những anh chị ha, mua cái chiếc xe S450 về sau đó là nâng cấp lên thành Maybach S450 hoặc là Maybach S560 hoặc là 680 gì đó. Nhưng khi mà chúng ta nhìn vào ở cái khu vực khoang sau của cái chiếc xe thì chúng ta sẽ biết được đây là có phải là một chiếc xe Maybach thực thụ hay không, hay là một cái chiếc xe S-Class được nâng cấp lên. Đó, một cái chi tiết khoang sau này các bạn thấy không? Cái cửa phía sau nó dài, rất là dài. Rất là đẹp luôn. Chiều dài tổng thể của chiếc xe nó lên đến 5,5 m ha, thì các bạn biết rồi, rất là dài. Và cái cần gạt mưa này các bạn, cần gạt mưa này là Magic Vision Control. Khi mà chúng ta gạt mưa thì chúng ta sẽ không thấy nước bắn lên kính, như vậy nó sẽ không tạo điểm mù để mà giúp cho người lái xe quan sát được tốt hơn. Về phần ngoại thất giữa hai cái chiếc xe này thì nó có cùng một cái thiết kế gần như là giống nhau ha. Chỉ có chắc chắn một điều là Maybach của chúng ta sẽ có nhiều cái chi tiết mà chrome hơn, cũng như là lưới tản nhiệt, cũng như là khu vực ở phía dưới nó cũng là khác nhau. Đèn xe cũng là một cái chi tiết khác biệt giữa hai chiếc xe S450 và Maybach S450. Đèn pha của Maybach của chúng ta là sử dụng cái đèn pha Digital Light. Đây là cái công nghệ đèn pha mới nhất cũng như là tiên tiến nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ rồi. Chắc chắn một điều bạn, Maybach phải sử dụng những cái công nghệ gì mà tiên tiến nhất ha. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng không có bất ngờ. Bây giờ Di sẽ cho các bạn xem phần động cơ giữa hai cái chiếc xe này nha. Đây là động cơ của S450 Luxury. Còn đây, bây giờ Di sẽ mở cái phần động cơ của chiếc S450 Maybach.
thực sự hai cái động cơ này là một rồi các bạn. Đó, nhưng mà Duy sẽ quay cho các bạn xem để các bạn thấy ha. Các bạn thấy không? Cùng một động cơ thôi, nó không khác gì hết. Đều là động cơ 3.0 lít ha, công suất là 368 mã lực giữa hai chiếc xe này và có cùng một hộp số là 9 cấp luôn. Về mức tiêu thụ giữa hai cái chiếc xe này các bạn thì có cùng một mức tiêu thụ nhiên liệu như nhau bởi vì xe của chúng ta sử dụng chung một động cơ mà. Đó thì thực tế các bạn nha, Duy sẽ chia sẻ các bạn một cái thông số thực tế là hai cái chiếc xe này có mức tiêu thụ nhiên liệu nếu mà các bạn đi ngoài đô thị có khoảng là tầm 11 lít. 11 lít trên 100 km ha. Còn nếu mà chúng ta đi vào trong những cái đoạn đường thành phố ở Hồ Chí Minh các bạn thì nó phải từ 15 lít trở lên. Thực sự đối với những anh chị khách hàng mà mua tới những dòng xe Maybach hoặc là S-Class này thì thường không quan tâm nhiều đến mức tiêu thụ nhiên liệu đâu các bạn. Nhưng đây là một cái động cơ nó rất rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và với động cơ 3.0 này là động cơ có thể là tối ưu nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ rồi ha. Và sử dụng rộng rãi trên nhiều cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Vừa rồi thì Di cũng đã quay cho các anh chị các bạn xem giữa hai cái chiếc xe S450 Luxury cũng như là Maybach S450. Thì với hai cái chiếc xe này hiện tại đang có sẵn ở bên showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Cũng như các anh chị các bạn mà quan tâm đến hai cái mẫu xe này và muốn xem xe và trải nghiệm thì có thể là liên hệ với Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Nếu anh chị các bạn thấy video clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những cái thông tin mới nhất về tất cả những mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo.